tử vi tháng 12 âm lịch cho biết, đây là top những con giáp may mắn nhất từ nay đến mùng 1 Tết âm lịch. Trong công việc, các bạn sẽ có những cơ hội mới. Nếu đang có ý định thay đổi nơi làm việc, thì các bạn chớ dại mà bỏ qua thời gian này. Hãy dành thời gian để tìm kiếm công việc mới, các bạn sẽ không phải thất vọng đâu nhé. Trong các mối quan hệ tình cảm, vào những ngày cuối tháng, vận đào hoa của bạn sẽ nở rộ, các bạn sẽ thoát khỏi tình cảnh chăn đơn gối chiếc. Người độc thân sẽ tìm thấy lương duyên, người có đôi có cặp, tình cảm thêm gắn bó, mặn nồng. Còn với bạn nào đang trong tình trạng nợ nần, thì trong thời gian này, khả năng cao các bạn sẽ tìm ra hướng đi mới để kiếm tiền, gia tăng thu nhập cá nhân, từ đó sớm trả hết được nợ nần. Và đó là các con giáp sau. 1. Tuổi Ngọ. Sao tử vi xuất hiện trong tử vi từ sau rằm tháng Chạp đến cuối năm 2022 của người tuổi Ngọ là dấu hiệu cho thấy năng lực chuyên môn của con giáp có thể được phát huy cao độ ở thời điểm này. Mặc dù khối lượng công việc vẫn không hề ít, nhưng con giáp biết cách cân đối thời gian và tận dụng thế mạnh nên giải quyết công việc rất hiệu quả, đạt chất lượng cao mà không khiến bản thân bị quá tải. Vận tài lộc sáng tỏ khi đang có tài tinh hậu thuẫn, con giáp này cũng có đủ tự tin với bản thân mình, dám nghĩ dám làm nên đưa ra quyết định được đúng thời điểm. Khi cơ hội tới bạn không để nó vượt mất nên tiền bạc cứ thế theo nhau đổ về nhà. Nhân cơ hội này có thể mạnh dạn mở rộng quy mô để hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân nếu tích cực tham gia các hoạt động xã hội sẽ có thể mở rộng mối quan hệ của mình, tăng cơ hội tìm kiếm được đối tượng ưng ý. Hơn nữa, khi bạn gặp gỡ càng nhiều người thì càng có nhiều trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, rất hữu ích cho cuộc sống và cả công việc của bạn. Ngược lại, những người có cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn với một nửa của mình. Dường như mối quan hệ của hai bạn vẫn chưa đủ vững chắc nên hay bị dao động bởi ý kiến của những người xung quanh rồi lại làm tổn thương nhau. Con giáp này và đối phương cần có thêm sự tin tưởng dành cho nhau nên nếu muốn đi cùng nhau lâu dài thì hãy ở bên cạnh và thấu hiểu cho nhau. 2. Là tuổi Tuất. Được cả ấn quang che chở, tuổi Tuất có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong công việc hiện tại, có nhiều cơ hội đến với bạn trong thời gian này, bạn có thể căn cứ vào năng lực để đưa ra lựa chọn cho phù hợp. Tuy nhiên, bạn không nên đứng núi này trông núi nọ, kẻo bỏ lỡ cơ hội, thời cơ quý giá, cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Công việc hiện tại của bạn đang có dấu hiệu rất tốt, vận tài chính nhờ đó cũng tăng lên, tiền bạc rủng rỉnh nên con giáp có thể thoải mái chi tiêu. Hơn nữa, các hợp đồng được ký kết mang lại cho bạn rất nhiều lợi nhuận. Đối với ai kinh doanh thì khách hàng ra vào nườm nượp, doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Chuyện tình cảm cũng có khởi sắc tốt đẹp, những người yêu nhau có khoảng thời gian hạnh phúc, bản mệnh và người ấy luôn thấu hiểu và cảm thông cho những khó khăn mà cả hai đang gặp phải, cùng chia sẻ và giúp nhau vượt qua sóng gió. Người độc thân vẫn muốn tận hưởng quãng thời gian tự do hiện tại nên chưa có sự thay đổi nào. Chẳng những vậy, sức khỏe của bạn cũng đang được cải thiện rất tốt. Tuổi Tuất rất coi trọng việc rèn luyện bản thân đều đặn và giờ bạn có thể hưởng lợi từ thói quen tốt này. Không khó để bạn nhận thấy sự thay đổi tích cực về sức khỏe của mình. Hãy kết hợp thêm chế độ ăn uống lành mạnh, giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng nhé. 3. Là tuổi Hợi. Sao dịch mã tác động, người tuổi Hợi có một tuần khá tất bật với những kế hoạch trong tháng Chạp này. Nhiều việc cần được hoàn thiện gấp rút, tiến độ liên tục bị hối thúc, khiến bản mệnh không lúc nào được ngơi tay. Rất may là với năng lực vững vàng của mình, con giáp này vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Nhìn chung là công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì, bản mệnh cũng sẽ được quý nhân âm thầm giúp sức. Nên cứ mạnh dạn khởi sự, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công rất cao. Hãy tranh thủ cơ hội để thể hiện bản thân và sự ủng hộ của mọi người, đồng thời đừng quên tỏ thái độ trân trọng những sự giúp đỡ ấy. Tài vận có xu hướng khởi sắc nhưng không rõ ràng, dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ tài chính, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. Tháng này còn là tháng cận Tết, sẽ có rất nhiều hạng mục cần dùng đến tiền, bạn nên lưu ý vấn đề này để có sự điều chỉnh hợp lý. Vận trình tình cảm không thật sự lý tưởng, người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp dẫn đến rạn nứt quan hệ. Vận đào hoa tuy giúp người độc thân có cơ hội tìm kiếm nửa kia nhưng lại vô tình gây ảnh hưởng tới những người đã có đôi. Bản mệnh nên tiết chế cảm xúc, đừng vì sự hứng thú nhất thời mà đánh mất hạnh phúc bền lâu. 4. Là tuổi Tý. Người tuổi Tý được cát xương thái tinh chiếu mệnh nên đón tuần đầu tiên của năm 2023 trong sự hân hoan và hào hứng, khi gần như sẽ không có điều gì xảy ra khiến bạn phải phiền lòng. Đường công danh sự nghiệp ở thời điểm này vẫn tiến triển đúng dự tính, bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng để đạt được vị thế cao trong sự nghiệp. Nhìn chung là sự hăng say và tinh thần cầu tiến trong công việc tạo bước ngoặt thành công cho bản mệnh.
may mắn đang mỉm cười với bạn trong thời gian này. Đồng thời, sự giúp đỡ đặc biệt của cấp trên và đồng nghiệp cũng góp phần vào thành công của bạn. Cát khí vượng giúp chuyện kiếm tiền cũng dễ dàng hơn trước. Người buôn bán kinh doanh có lời, mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài, trợ giúp cho kinh tế của gia đình. Thời điểm này đang cận kề Tết Nguyên đán cổ truyền, bạn nên có sự chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn trước mắt. Chuyện tình cảm vẫn rất tốt đẹp, người độc thân được dự báo sẽ tìm được nửa kia cho mình vì khá tích cực tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ bạn bè, không còn những ngày tháng cô đơn như trước đây nữa. Bạn đã có một người ở bên cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, các cặp đôi giữ được mối quan hệ bền chặt, nhớ luôn có sự sẻ chia và thấu hiểu. 5. Tuổi Dần. Từ sau rằm tháng Chạp đến mùng 1 Tết âm lịch, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn ở phương diện tình cảm như bách việt chiếu mệnh. Thời điểm đầu năm mới lại có những cảm xúc lãng mạn, giúp tinh thần của con giáp trở nên vui vẻ, lạc quan hơn rất nhiều. Với người độc thân, đây sẽ là trải nghiệm tình cảm đầy mới mẻ và không kém phần thú vị của bạn trong khoảng thời gian tới. Với các cặp đôi, cả hai đang có những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh nhau, điều bạn cần làm là tin tưởng vào đối phương nhiều hơn. Có vậy thì tình cảm mới càng thêm bền chặt. Khi xảy ra vấn đề, hãy cố gắng trao đổi thẳng thắn với nhau thay vì cứ giữ trong lòng và muốn người kia phải tự hiểu. Điều đó sẽ hạn chế được rất nhiều hiểu lầm giữa hai bạn. Ngay từ đầu tuần, cơ hội kiếm tiền đã tìm đến với tuổi Dần khi được cả thiên tài và chính tài che chở. Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên, có thể con giáp này sẽ gặp được cơ hội kiếm tiền hiếm có. Chỉ cần chịu khó vất vả một chút là sẽ có được tiền bạc trong tay. Nhưng khi đã có tiền, bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý, tránh sa đà vào chuyện mua sắm, đầu tư không đúng lúc. Phương diện công việc vẫn duy trì được phong độ ổn định, cũng bởi bạn luôn cố gắng hết mình trong công việc, thể hiện năng lực của bản thân để mọi kế hoạch diễn ra theo đúng trình tự, đạt được tiến độ như ban đầu. Cấp trên không có gì phải phàn nàn về những biểu hiện của bạn. 6. Là tuổi Thìn. Sao Thiên Đức xuất hiện, người tuổi Thìn đón từ sau rằm tháng Chạp đến cuối 2022 khá hanh thông và thuận lợi. Mọi sự đều được như ý, công việc suôn sẻ lại an nhàn. Bạn không cần phải quá vất vả nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt, còn được cấp trên hết lời khen ngợi. Dù vẫn có một vài thách thức nhưng bạn đều có thể vượt qua nhẹ nhàng. Vận tài chính tương đối sủng rình, bạn biết thế mạnh của mình là gì và dành ưu thế khi cạnh tranh nên thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ. Có kinh tế rồi, bạn có thể tranh thủ mua sắm vài món đồ hoặc thay đổi một chút về ngoại hình như kiểu tóc. Bằng cách làm mới bản thân, bạn sẽ thấy tâm trạng của mình cải thiện ít nhiều. Tuy nhiên có thể tuổi Thìn sẽ phải đối mặt với những rắc rối trong tình cảm. Các cặp vợ chồng có thể xung khắc, mâu thuẫn vì nhiều chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống. Thậm chí nhiều khi tranh cãi bị đẩy lên đến đỉnh điểm, đến mức là hai người đều cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi. Có lẽ cuộc sống quá nhiều áp lực đã đè nặng lên đôi vai của người tuổi này và đối phương. Vì vậy, nếu còn yêu thương nhau thì hãy bỏ qua khuyết điểm của đối phương, dành cho nhau sự lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn. Đặc biệt là đừng vì quá khắt khe với nửa kia của mình, cũng đừng để đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc vì đã để lỡ mất hạnh phúc. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị những con giáp may mắn nhất từ nay đến mùng 1 Tết âm lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.